video cảnh bán vé trận Việt Nam Thái Lan tại trước cổng sân vận động Mỹ Đình trưa 19 tháng 11. Vì sát giờ diễn ra trận đấu, các phe vé bất ngờ hét giá của các cặp vé tùy từng khán đài, dao động từ 2 triệu đến 6,5 triệu đồng. Nhiều người đi qua, nhìn ngó, hỏi han rồi lại lắc đầu, nhưng cũng có người hài lòng vì sở hữu được vé mà không quan tâm đến chuyện tiền nong. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiến hành bán vé trực tuyến trận Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Các mệnh giá được niêm yết lần lượt từ 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng vé. Ông Nguyễn Văn Kim, một cổ động viên ở Hà Nội cho biết, bản thân ông rất thích xem bóng đá và rất mong muốn có một tấm vé vào sân. Nhưng do không mua được, giá vé chợ đen thì cắt cổ nên ông sẽ phải xem qua TV. Tôi về hưu lấy đâu ra tiền nhiều để mua, nếu tối nay không mua được vé tôi sẽ ra đây để xem qua màn hình lớn, cổ vũ cho điện thoại Việt Nam giành chiến thắng, ông Kim chia sẻ. Nhiều người mặc dù đã bỏ công sức ra để canh vé, thế nhưng vẫn thất bại. Để rồi cứ tới gần trận đấu, họ lại nhìn thấy cánh phe vé chợ đen dễ dàng cầm hàng chục cặp vé trên tay và thả sức rao bán với mức giá trên trời.